thằng biết bên mà quên nàng. Dựa báo tới mà quạt trề vùng đất xa Hà Dương mừng đổ mặt đồng hương tinh luật ra mà ngẫu mù tinh luật ra mà ngẫu mù làm tôi có ba cái dòng khe mà tưới nước vùng đất nè kiến giao là nước dài về giao tinh đồng quê mà dài thẳng đến đồng quê mà trời thấm là tôi gọi cái trời kim nóng nóng là cả thịt nó ngon lắm. Trời kim nóng mà đặt lòng một báo thoại mới giờ thì sản xuất ban trưa thì đổi tháo hà rất là thuận tiện nguồn cả tươi và cả phiền cơ gạo tạm mũi hương mà có cách bạc chỉ đường nó cái đồng quê đất hình nè đến đồng quê và đất hình nè cái hải dương ta nó có cái lúa lúa nhiều nhưng mà coi nặng lúa nhưng mà coi dài hơn đâu bà con ta mình nghĩ là sản xuất phải là cân đai còn lúa nó phải có khoai năm hai mùa bình chắc năm hai mùa mà bình chắc